Hey, chào các bạn, ngày hôm nay thì mình sẽ review lại một đôi giày Yeezy nữa. Nó là đôi Yeezy 350 V2. Thì nó đây. Chắc không cần phải nói quá nhiều về đôi giày này thì Yeezy nổi tiếng nhất với dòng Yeezy 350. Thì năm 2015 hay 2016 thì họ đã release đôi Yeezy 350 V1. Thì nó có 4 màu là Turtle Dove, Private Black, Moon Rock and Offer 10. Thì nửa cuối năm 2016 thì Adidas đã chính thức cải tiến dòng Yeezy 350 bằng dòng Yeezy 350 V2. Thì cái outsole much much better than cái đôi V1. Đôi V1 thì cảm giác rất là cứng, còn đôi V2 thì các bạn có thể cảm nhận được nó đi rất là êm ái và thoải mái hơn rất nhiều so với những đôi V1. Và chất lượng prime knit của nó thì tốt hơn rất nhiều so với dòng V1. Nhận của từng người thì mỗi người khác nhau, nhưng mà nhiều người thì người ta thích cái dáng của V1, nhưng mà về độ thoải mái thì mình dám chắc là V2 sẽ more comfortable hơn là dòng V1. Qua đến cái hộp của nó thì dòng so với dòng V1 thì dòng V2 khác rất nhiều, nổi lên nổi chữ, dòng chữ là 350 ở đây rất là nổi bật. Thiết kế giống như là những cái hộp Yeezy gần đây. Thì của nó thì nó sẽ ghi là Yeezy Boot 350 và made by Adidas, adidas.com/Kanye. Và có một cái logo nhỏ Adidas Original ở dưới này. Và ở bên này thì nó có dòng chữ là Boost, tại vì đôi Yeezy 350 này là biểu tượng của dòng Boost Technology for Adidas. Còn mặt này thì cũng giống như bên kia, nhưng mà nó có dán label giày thì nó ghi là tên của đôi giày là Yeezy 350 V2 và mã số là CP9652 và code của nó thì màu đen và màu đỏ. Quay trở lại với đôi giày này thì mặc dù đây cũng là đôi Yeezy 350 V2 nhưng mà nó là đôi redesign lại. Tức là kể từ đôi này cho đến đôi Blue Teen thì nó có chung một ngôn ngữ thiết kế giống nhau. Còn so với những đôi trước đây như là Beluga 1.0, ba đôi Black Friday, Copper, Green and Red Stripe hay là đôi Oreo thì nó hoàn toàn khác. Không phải hoàn toàn khác mà là nó khác một chút về thiết kế. Thì những đôi cũ thì nó sẽ không có cái pull tab này. Thì khác biệt lớn nhất chính là cái pull tab này, nghĩa là những đôi đời mới thì nó sẽ không có pull tab này. Thì cái boot của cái dòng này nó hơi khác so với cái boot của cái dòng đời trước một xíu. Thì nếu mà các bạn nhìn kỹ thì các bạn thấy nó hơi khác một xíu. Ngoài ra thì mình có nghe nói một số bạn nói rằng đôi này nó fit shoe size hơn là cái đôi kia, tức là nó fit hơn là so với những cái đôi trước đây. Thì theo cảm nhận của mình thì thích cái dòng này hơn, tại vì nó improve. Mình rất là thích cái pull tab này so với cái dòng trước nó cảm giác như nó hơi thiếu cái gì đó, nó hơi thiếu cá tính, nhưng mà dòng này thì cảm giác như là nó là perfect combination. Quay trở lại với đôi giày thì cũng giống như với thiết kế của dòng V2 thì sự khác biệt nổi bật nhất chính là nó có một cái stripe rất là nổi bật, nó chạy thẳng từ mũi đến cho đến gần cái cuối đôi giày luôn. Nó chạy vòng ra đằng sau luôn, và nó là một màu rất là nổi bật so với những màu khác. Ngày đôi này thì dành cho những người nào thích sự đơn giản, thích sự tinh tế, chỉ có một màu đen duy nhất. Nó thậm chí nó còn tối giản hơn cả đôi V1 Prime Black, tại vì đôi Prime Black trên cái vân của cái lớp prime knit ở trên upper này nó còn có một cái vân gì đó hoàn toàn là triple black. Nó chỉ có duy nhất một cái dòng chữ ở đây thì nó in ngược lại PLY and gạch 350. Thì có một số người nói rằng chữ đó là stand cho supply 350 hay là San Pablo Love You, thì mình không có rõ meaning của nó và nó cũng không có official meaning của nó. Thì dòng chữ này thì nó lại hoàn toàn in ngược lại so với cái design thì rất là đẹp. Ngoài ra thì khi mà nhìn kỹ thì cái dòng stripe này nó có một cái lớp khác, cái material nó khác so với cái còn lại của cái upper. Giống như cái upper này là một lớp prime knit dày thì cảm giác như cái lớp prime knit ở đó nó rất là mỏng, nó mỏng hơn và nó là cái prime knit loại co giãn bình thường. Còn cái lớp prime knit ở bên đây thì nó dày hơn và nó design hơn, tức là nhìn sẽ thấy những cái lớp vân chỉ nó cắt nhau rất là đẹp. Thì ngôn ngữ thiết kế của đôi Yeezy 350 thì là lace của nó là lace thẳng một cái lớp prime knit ở trên đôi giày luôn. Mình rất là thích cái pull tab này, tại vì
cái full tab này mình cảm giác như là nó improve rất nhiều so với cái dòng đầu tiên. Lần các bạn đeo, các bạn có cái full tab, các bạn kéo giày vô rất là dễ dàng thì mình rất là thích. Thì trên cái full tab thì nó màu đen hoàn toàn và nó có cái chấm đỏ chạy dọc quanh quanh nó rất là đẹp. Ra thì ở bên trong đôi giày thì gần chỗ full tab thì nó có một cái dọc, nó giống như là tượng trưng cho branding của Adidas, nó có ba cái stripe nó chạy thẳng xuống dưới. Thì ba cái này nó là tuy em mà nó phản quang khi mà mỗi lần có cái gì flash hay là đèn pin chiếu vào thì nó sẽ phản quang ra rất là đẹp. Về outsole thì nó giống như những đôi Yeezy 350 V2 khác, là một lớp nhựa cứng và đè lên ở trong là một lớp boot. Thì nó có ghi chữ boot ở đây. Insole của nó thì hoàn toàn màu đen và có in chữ Adidas Yeezy và nó có logo Adidas Original màu trắng ở đây. Còn mặt sau thì nó cũng màu đen, nó khá là mỏng. Về size thì đôi này fit half size up. Đối với mình cảm giác như là những đôi V2 các bạn đeo half size up thì nó rất là thoải mái, tại vì các bạn có room cho cái mũi chân. Những đôi V2 này thì cái thiên hướng của nó là nó running hơi big một tí, tại vì cái lớp Primeknit là nó sẽ bó chân các bạn, làm ngón chân các bạn cảm giác khó chịu nếu các bạn đi chật. Như mình đã nói ở trên thì nó là biểu tượng của Boot Technology Adidas. Thì về cái độ comfortable của nó thì mình phải nói là rất là comfortable. Đôi này các bạn có thể đi bất cứ đâu, rất là thoải mái. Về nó nữa, nó còn rất là thời trang nữa. Đôi này là một trong những đôi mình rất là thích, thậm chí mình còn chưa đeo lần nào, nó còn y nguyên, vẫn còn desktop. Theo đánh giá của mình thì đôi này rất là tuyệt vời, mình rất là thích. Màu này rất là dễ phối đồ cho các bạn nữa, nó màu đen và phải nói là tuyệt vời. Một sản phẩm rất là tuyệt vời của Adidas. Thank you Kanye, thank you Adidas rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ on fit cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và nhớ là subscribe theo dõi channel của mình nếu mà các bạn muốn xem những video review giày giống như thế này. Ngoài ra thì đừng quên like video của mình và comment ở dưới các bạn về giày này và cho mình biết là những đôi giày tiếp theo các bạn muốn review là cái gì. Mình sẽ cố gắng làm review sớm nhất nếu có thể cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn lần sau.